Ok, bây giờ mình đã chuẩn bị gần lên tới chân cầu ha. Alo, alo, chào mừng năm các anh chị em cùng quý bà con cô bác đã trở lại với kênh Chí Xì Tin Dừa và Xì Tin Đen. Bây giờ mình chia sẻ cho mọi người một số kinh nghiệm để mọi người nếu mà ai đi trễ á, hoặc là ngày mai đi á, thì mọi người nếu mà đi á, thì mọi người đi sớm là tốt nhất nha. Nhưng mình là nãy giờ cũng bị kẹt xương xương á, mặc dù mình đi cũng cũng khá là gọi là không có trễ lắm ha. Mới có 15 giờ 25 phút ngày 4 tháng 2 2022 ha. Và cái thứ hai là mọi người nếu mà ai có dán thu phí tự động rồi thì hãy đi vào làn thu phí tự động và đừng chuyển sang những làn khác, tại vì nó sẽ chậm hơn rất là nhiều. Mình hãy đi vào làn một làn thu phí tự động, cho dù có mở thêm những cái trạm khác thì những cái trạm bên ngoài á là mở thêm là thu phí bằng vé, không có thu phí tự động nên cũng rất là chậm. Nên mở thêm thì mọi người nếu mà trống dữ lắm mọi người đi qua, còn nếu mà thấy còn đông đông á, thì mọi người đi còn lâu hơn thu phí tự động nữa. Đó, chia sẻ của mình để cho mọi người biết, mọi người đi lên Sài Gòn qua cái cầu Rạch Miễu này nó thuận thuận lợi ha, thuận lợi đường thuận lợi mà. Đó, còn ai mà chưa có dán thẻ thu phí tự động á, không dừng á, thì mọi người hãy xem lại cái video trước, mình sẽ đính kèm cho mọi người để hướng dẫn cho mọi người cách đăng ký ở cái thu phí tự động để mình qua những cái trạm cho nó nhanh để giảm bớt thôi ha. Còn điều kiện tiên quyết giống như rầu mình nói là phải đi sớm mùng 5 ngày mai cũng đi nhiều quá nha, hôm nay mùng 4 mà mình thấy đi khá là đông, nãy đi những cái khúc mọi người xem video trước á, thì những cái khúc mà đi cũng khá là đông á. Mùng 6 còn đông dữ nữa, mùng 6 là đông nhất luôn mọi người. Mùng 6 là có người sáng, tại vì là ta đi nhiều khi còn kẹt nữa, sáng đi sớm thì chắc không kẹt đó, chỉ trưa tí là bắt đầu là lượng người di chuyển đông đúc rồi. Chung là có công an điều tiết nhưng mà vẫn kẹt, tại vì cái cầu Rạch Miễu này nó chỉ có một làn thu phí thôi, một cái một không phải một làn thu phí thì nhiều làn, nhưng mà cái làn lên cầu á thì chỉ có một làn cho xe hơi thôi, xe ô tô á, xe tải rồi chạy chung hết luôn, nên nó kẹt hoài luôn, cho dù xả chạm hoặc là chặn một chiều cho đi một chiều cũng kẹt luôn là vậy đó. Mọi người đi thì mọi người chú ý đó. À, tới đây là chúng ta chuẩn bị bắt đầu xin vô rồi nè. Mọi người nên xin vô để xin vô không? Ui, ui. Thấy không? Rồi, nhìn anh này đi. Đó nè, không? Mọi người thấy đông không? Đông đúng không? Đây. Đó. Hôm nay là cũng có cảnh sát giao thông điều tiết rồi mọi người. Đó, cầu Rạch Miễu nè, cũng có cảnh sát điều tiết rồi. Nhưng mà vẫn vẫn tương đối đông ha, mình đi vẫn phải chịu kẹt xe tí á. Mình đi sớm á nha. Bây giờ là 12 15 giờ 28 phút rồi đó. Cũng bị đông xe. À mọi người thấy không? Lên nó chỉ có hai làn thôi. Nó chỉ có hai làn cho xe hơi, xe ô tô, xe tải đồ nè, các kiểu chạy hết luôn. Mặc dù là đã có cấm cái bảng cấm ở hướng ở ngay gần chợ Sếp á, chợ Sếp có cấm bảng những cái xe mà xe container hay sao, nãy mình coi không rõ, đi mình về mình coi lại cái mình thông báo cho mọi người ha. Mặc dù có cấm xe rồi đó nhưng mà vẫn bị kẹt đó. Đó, mọi người lưu ý. Quay cho mọi người quan tiếng nè. Bây giờ có phà rồi nhưng mà cũng thấy ít bà con đi phà, tại vì dòng vô phà xa quá, phà tạm á. Còn cầu Rạch Miễu 2 là tương lai sẽ xây mấy bên tay trái của mọi người nè, hướng từ Bến Tre đi lên nó sẽ nằm bên tay trái đó, Bến Tre đi lên sẽ nằm bên tay trái, thì chắc là mốt là này là một chiều đi lên hoặc là kia là một chiều đi xuống, khả năng là vậy. Khả năng bên kia là chiều đi về miền Tây á, còn chiều này là chiều lên thành phố nè, chỉ có một chiều thôi chứ không có cho đi chạy hai chiều như vậy, này cầu nhỏ quá.
rồi xe cấp cứu không có làn khẩn cấp luôn, không có làn để chạy luôn, chạy qua nhà ké làn bên kia. Ok, rồi một số chia sẻ cho mọi người với lại quay đường đi cho mọi người coi ha ha. Rồi thì mọi người hãy tranh thủ đi sớm, nói chung đi sớm là tốt nhất. Nếu mà thấy video hay ít nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ Trí City Dừa. Đó, đây mình tới địa phận Tiền Giang nè. Đó, không được Tiền Giang, nói chung là lên cầu được là thấy khỏe rồi. Chỉ sợ là sẽ kẹt nhất ở ngay đoạn từ đoạn cầu Bà Lai mà thấy kẹt là thấy phê luôn. Rồi mình đi sớm á. Cầu Bà Lai mà kẹt là xong phim. Cầu Bà Lai xong rồi lên trạm thu phí ngã tư huyện, rồi xong mình tới trạm thu phí kẹt dài lên nữa là tiêu luôn. Ok, xin chào và hẹn lại mọi người video sau. Bye bye.